Đường Nguyễn Văn Linh là nơi các xe chở cuộn thép, cuộn tuôn lớn thường xuyên chạy qua. Như xe này, chở 8 cuộn kim loại, nhưng chỉ vài sợi xích ở cuộn trước, cuộn sau, còn mấy cuộn giữa thì không có sợi nào. Từ nào giờ là chặn vậy không? Chứ chặn từng cuộn chặt cho chặn xong cái khỏi chạy luôn. Khỏi chặn không hết sức bả. Nhiều tài xế cho rằng chỉ những cuộn thép 20 tấn mới có thể xảy ra tai nạn. Và chỉ cần đi không thắng gấp thì không sao. Rồi những cuộn thép hàng chục tấn tiếp tục là nỗi khiếp đảm của những người đi xung quanh. Nhất là tài xế xe nhỏ, thường chung làn ô tô, nhiều lúc chạy ngay dưới những cuộn thép to lớn mà chỉ được neo bằng một hai sợi xích đã hoen rỉ. Còn cái đôn chỉ là những khúc gỗ mỏng manh. Có nhiều tài là tranh thủ nhưng vượt 3 giây đèn vàng, nhưng mà trong khi đó cảm giác không kịp, thắng rất là gấp. Mình thấy cái cuộn thép nó có cảm giác là nó muốn leo qua khỏi cái cục kê để giữ cái cuộn thép lại. Thành ra mình thấy rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ là chủ xe và chủ hàng thì cứ phó mặc cho lái xe. Mà lái xe và phụ xe thì theo như cảm nhận của tôi thì không có áp dụng cái nguyên tắc cái đôn xe. Cái đôn xe thì tôi ví dụ như cái bánh xe nó cao 1 mét. Thì cái đôn xe anh là phải bằng 1/5, nghĩa là nó cao phải 2 tấc. Đằng này tôi thấy cái ống thép nó cao 2 mét. Mà cái đôn, cái khúc gỗ thì chưa tới 1 tấc. Khi mà cái xe chạy tốc độ nhanh á thì cái lực quán tính rất là lớn, khủng khiếp luôn. Với cái đôn quá nhỏ như vậy thì sao nó giữ lại được. Nhiều tài xế xe nhỏ lo ngại với tình hình giao thông đông đúc tại các đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, cho dù thấy sự cố cũng chẳng biết làm sao mà thoát thân khi xung quanh kèn đặt phương tiện khác.